Có nhiều cái quán khách bước vô mà ngồi luôn 8 tiếng, 8 tiếng luôn, có luôn đó. Có là ngồi 8 tiếng ngày thấy xe đầy hết nhưng mà có một lượt khách à. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với story Trải lòng nghiệp bán cà phê của Nguyên Lê Channel. Nhắc tới đây thì không thể khỏi nhắc cái buồn, bởi vì mình đã kinh qua rất là nhiều và toàn là đau thương và gian khổ. Nghiệp bán cà phê của mình thì nó cũng không có đơn giản như các bạn tưởng. Ở đây được nói chuyện với các bạn đây thì cũng đã rất là cam go, và may quá là mình đã vượt qua. Và sau này thì mình không muốn các bạn, có thể những các bạn trẻ mới ra nghề, mình không muốn phải trải qua như mình nữa. Mình đã trải qua một gang tay đau khổ vậy thì mình muốn các bạn chỉ còn một chút vậy thôi, để nó nhanh chóng thành sự nghiệp. Tất nhiên là nó không có gì trôi chảy, vẫn bạn ấy là bản lĩnh. Thì năm cái bài học mình rút ra nó rất là đau thương, và bây giờ mình đã trưởng thành là nhờ năm bài học đó. Và bài học đầu tiên mà nhắc tới, nó vẫn còn ám ảnh mình tới bây giờ, đó là ảo tưởng sức mạnh. Chà, ngoài đó còn trẻ mà. Nguyên à, giỏi mà, cà phê là số 1, không có gì phải lo sợ hết. Cứ mở ra là có khách. Mày cứ mở ra đi, thế nào khách nó cũng tới. Dặn lòng mình là như vậy, thế là mở ra. Đâu biết khách uống cái gì, uống cà phê uống giờ nào, uống bao nhiêu lâu, có hút thuốc hay không hút, hoàn toàn mơ mộng giống như một tờ giấy trắng, không biết cái gì về cái nhu cầu của khách hàng. Mình tưởng là mình đi bán sỉ ở ngoài kia là ngon lắm, về đây là bán cà phê là chuyện nhỏ, và thế làm là ôm một cú gọi là ôm đầu máu luôn, là không hiểu gì về khách hàng. Mình nghĩ rằng là mình giỏi mà, cho nên mình sẽ lấy được cái khách hàng của người ta chạy qua. Quán kia nó đông lắm, thế nào mình mở thì quán mình mới hơn, đẹp hơn, sạch hơn, mình xịn hơn nữa, thì thế nào khách cũng qua và không ai qua hết. Tại vì người ta thấy mình nó giống như một người vô hình và xa lạ. Cho nên là cái ảo tưởng sức mạnh là một cái cực kỳ là gọi là có thật đối với rất là nhiều người, và ngay cả mình ngày xưa cũng vậy. Cho nên là bài học rút ra là phải xác định tệp khách hàng cho nó chính xác, phù hợp với mình, để mình cảm thấy mình rất là vui vẻ khi phục vụ họ. Và giống như là hai người bàn tới với nhau để trao đổi gặp gỡ, tệp khách hàng nó càng nhỏ thì càng hẹp bao nhiêu thì con đường kinh doanh của mình nó càng thênh thang và rộng bao nhiêu. Và cuối cùng mình xác định tệp khách hàng của mình là từ 23 tuổi trở lên, nam nữ cũng được, đều biết uống cà phê, và người đó có một cái chút văn hóa và cảm nhận dễ cảm nhận. Bài học thứ hai đó là gì? Tính như đúng rồi, rất giỏi toán mà, cứ tháng có 30 ngày, năm 360 ngày, cái lấy doanh số nhân lên là em mình bán 3 triệu tháng, 3 triệu ngày, nhưng 30 ngày là có 90 triệu, mình trừ ABC hết rồi mình còn được 30 triệu. Trong vòng 1 tháng, 1 năm anh sẽ kiếm cho em 360 triệu, trừ ra thì chắc năm mình lấy lại vốn. Nhưng đời không là mơ, bởi vì thực tế là ngày nắng nè, ngày mưa nè, ngày đông, ngày gió rét nè, ngày buồn, ngày vui, ngày lễ, ngày lập, ngày Tết, ngày nhất và nhiều cái ngày khác nữa, rồi ngày bệnh, ngày hoạn nữa, nó tùm lum hết, và cuối cùng là đâu có như ý. Tính thì tính 90 triệu một tháng mà cuối cùng nó có 50 triệu một tháng thì ở nguyên cái đầu máu luôn, là không thể vượt qua được, bởi vì doanh số quá kém. Từ 70kg xuống còn có 63kg rất là nhanh chóng để giảm cân. Một phương pháp giảm cân cũng khá hiệu quả. Các bạn muốn giảm cân như mình thì cứ tính như đúng rồi vậy đó, là sẽ giảm cân. Nói đùa thế thôi. Nhưng mà chúng ta đã thấy được rằng là không có cái gì như cái bài tính giống như toán được, mà chúng ta phải phòng trừ rủi ro bằng cách mình chỉ tính 70% tới 80% của cái mong ước của mình. Kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Cho nên vừa vừa thôi, để cho mình tránh đau thương. Thứ ba, đó là tham thì tham. Nước gì mình làm cũng được hết, ai cũng khen ngon hết, đủ thứ đủ trò hết. Thế là nhìn cái menu kìa, nhìn cái menu quá trời món luôn. Cho nên là cái món nào mình cũng làm được hết. Và cuối cùng là một cái menu rất dày đặc, rất dày đặc, và mình làm hết. Nếu mà không có mình thì không ai làm được hết. Và thế là sao? Là giảm cân thêm một đợt nữa. Là vì mình ôm hết rồi, nguyên phụ liệu thì hư hỏng hết đát, bởi vì cái nhu cầu khách hàng không có. Và cuối cùng mình chỉ tóm lại, mình chỉ xuất hiện được ba cái nhóm đồ uống thôi. Một là cà phê, hai là trà, và ba là nước ép. Đó là cách của mình làm. Thứ tư, đó là tất tay quá sớm.
có nhiều chơi hết nhiều em. Giờ anh muốn mở quán cà phê ABC có nhiều chơi hết. Mua máy nè, mua máy pha, mua máy làm đá mà bàn ghế nè, máy lạnh nè, tắm có nhiều em, 500 triệu, 500 triệu chơi luôn. 500 chơi hết, 450 triệu, còn trừ 50 triệu để làm cái gì? Để đóng tiền nhà hàng tháng, mà tháng sau nữa tiền nhà tới không có tiền nhà, trời ơi nó giống như người mất hồn, bởi vì doanh số đi không kịp về, tiền đi mà không kịp về, cho nên là rất là căng thẳng. Mà may quá là mình kệ nó, có vợ cung cấp thêm chứ không là cũng ra đi rồi. Sống tới ngày hôm nay là phải chịu đựng, và bài học đó mình không muốn lặp lại. Nếu các bạn có 500 triệu thì chỉ bỏ ra 250 triệu để chơi thôi. Chúng ta còn phải marketing và dự phòng cho những rủi ro. Và lỡ đâu nó hư, nó sai được cái vị chọn lựa vị trí thì chúng ta còn có một cái cơ hội để lặp lại ở một chỗ khác. Chứ mà chúng ta mà có nhiều chơi hết nhiều thì không còn cơ hội để làm lại lần thứ hai đâu. Và thứ năm là tưởng bở. Chạy ra ngoài đường thấy cái quán nó đông quá đông luôn, kiểu xe xong mình nó nhiều quá vậy, ngồi nhẩm tính u như vậy thì một ngày mình kiếm 200 khách đâu có gì khó đâu. Rồi tiếp tới nguyên con đường thấy có hai cái quán đông, mà cái quán đông mới thấy, còn cái quán vắng mình không có thấy, cho nên mình thấy cái toàn cái quán đông, tại vì con mắt của mình chỉ thấy cái bề nổi thôi, mình không có thấy bề chìm, nên lúc đó tâm trí của mình nhìn vào cái được chứ không nhìn vào cái mắt cái mất. Rồi trời mưa nó ngập đâu có biết, có đi trời mưa đâu. Rồi ngoài cái buổi sáng mình đi là mình thấy nó đông, nhưng mà buổi chiều mình đi mình đâu có đi, mà buổi chiều nó ế như cái gì, như cái ghế luôn. Rồi cuối cùng là ra là gì, thì mình phải xác định lại là cả nguyên một ngày của họ nó có trọn vẹn hay không, giờ nào là giờ cao điểm, và cái quán đó có thực sự đông hay không. Có nhiều cái quán khách bước vô mà ngồi luôn 8 tiếng ấn 8 tiếng luôn, có luôn đó, có là ngồi 8 tiếng ngày thấy xe đầy hết nhưng mà có một lượt khách à. Ngồi vậy có phải là mình sai lầm trong kinh doanh. Rồi mình tưởng bở mình chạy ra mình kêu mình giỏi mà, mình hút nửa khách kia về là ok, nó dễ vậy đó, nhưng mà thực sự kỳ thật là nó không dễ dàng như vậy. Và cuối cùng là cái bài của mình là sao, phải tính toán cho thật chắc, phải đi khảo sát cái chỗ đó là chỗ nắng hay chỗ mưa. Sau này mình đi set up cho khách hàng thì mình rất là kỹ, là mình phải đi set up và mình phải đi lúc buổi sáng, lúc buổi trưa và lúc buổi chiều, và thậm chí phải ngồi ở quán cà phê đối diện hoặc là ở đâu đó mình xem xét tất cả những con người đi qua từ giờ giấc như thế nào, để mình xác định là nên kinh doanh vào món gì và giờ gì là hợp lý nhất. Thì hy vọng là trải nghiệm của mình đã sẽ giúp ích cho các bạn trên con đường kinh doanh, để cho nó thênh thang và rộng rãi hơn. Thì các bạn hãy dựa trên những cái sai lầm của mình để rút ngắn những cái sai lầm của các bạn lên, nó còn chút xíu thôi. Thì dĩ nhiên cuộc đời nó không bằng phẳng, nhưng mà những ai vượt qua thì sẽ có quả ngọt và trái ngọt. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình, và hy vọng các bạn yêu thích thì nhấn like và subscribe và theo dõi kênh của mình vào 7:00 3:00 5:00 7:00 hàng tuần. Xin thân ái và chào tạm biệt.